Xin chào, hôm nay mình giới thiệu với các bạn sản phẩm Lightstick của Zhiyun ra mắt cùng với chiếc Fairway M40. Đó là chiếc Fairway F100 với mức công suất được giới thiệu lên đến 100W cùng với nhiều tính năng độc đáo. Trong clip này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điểm nổi bật của nó so với một số dòng Lightstick trước đây. Đầu tiên là thiết kế. Fairway F100 có thiết kế dạng hộp với chiều dài 50cm, chiều rộng gần 5cm, ngoại hình của đèn hiện đại và ấn tượng. Các mặt xung quanh đều có rất nhiều lỗ thoáng cùng 6 quạt tản nhiệt hoạt động cùng lúc để đảm bảo nhiệt độ hoạt động. Phía bên hông đèn có một cổng Type-C và một cổng adapter 12V để sạc. Phía dưới đáy là lỗ ốc 1/4 để gắn đèn trên chân đỡ hoặc các loại giá đỡ. Trên tay cầm dài 15cm là các nút điều khiển và màn hình hiển thị. Để sử dụng, bạn cần đảm bảo nó đã được sạc đầy để có thời lượng sử dụng tốt nhất. Fairway F100 có tới 6 pin 2600mAh, cho tổng dung lượng pin lên đến 15.600mAh. Để sạc đầy 15.600mAh, nhà sản xuất đã tối ưu bằng cách chia thành 6 viên pin nhỏ hơn để giảm bớt cường độ dòng điện cần thiết và tăng cường tốc độ sạc. Nó được tích hợp sạc nhanh lên đến 100W hoặc qua bộ adapter đi kèm với công suất sạc 120W, khiến thời gian sạc chỉ còn 2 giờ 30 phút khi dùng bộ sạc nhanh BD 100W hoặc 3 giờ 30 phút khi dùng bộ adapter đi kèm. Sau khi đã sạc đầy đủ, các bạn ấn giữ nút nguồn để bật đèn. Trên đèn sẽ có 3 chế độ CCT, HSI và Effect. Các nút sang trái, sang phải, lên và xuống có tác dụng chuyển nhanh giữa các chế độ ánh sáng. Nút sang trái sẽ chuyển nhanh đến chế độ CCT. Khi đang ở chế độ CCT thì nút sang trái sẽ dùng để chọn giữa nhiệt độ màu hoặc độ sáng để điều chỉnh. Khi mũi tên ở đầu dòng nào thì bạn sẽ dùng vòng xoay để điều chỉnh thông số cho dòng đó. Nút xuống dưới sẽ chuyển nhanh đến chế độ HSI. Khi ấn xuống dưới tiếp cũng để chuyển qua lại giữa các thông số là sắc thái màu, độ đậm nhạt hoặc độ sáng. Khi ấn sang phải sẽ chuyển nhanh qua chế độ Effect. Ấn tiếp sang phải để chuyển lên xuống giữa các danh sách hiệu ứng và độ sáng. Fairway F100 có đến 14 chế độ ánh sáng khác nhau, trong đó có 8 pixel Effect và 6 chế độ ánh sáng thông thường. Ngoài các chế độ thông thường, Fairway F100 còn có chế độ siêu sáng khi ấn lên trên, khiến cho đèn đạt mức công suất tối đa lên đến 100W. Đánh giá về ánh sáng, nếu ở chế độ bình thường, độ sáng của đèn sẽ không quá vượt trội mà chỉ nhỉnh hơn các sản phẩm Lightstick khác một chút. Tuy nhiên, nếu bật chế độ siêu sáng thì nó sẽ vượt xa các sản phẩm của bất cứ hãng nào tại thời điểm hiện tại. Nó là một bước tiến lớn về công nghệ của Zhiyun khi tích hợp được chip LED có độ sáng siêu lớn trong một kích thước nhỏ. Fairway F100 và Fairway M40 là hai sản phẩm đầu tiên được ra mắt với độ sáng siêu vượt trội, khiến cho Zhiyun đã nhảy vọt lên dẫn trước các hãng máu mặt trong mảng đèn LED pocket. Nó có hiệu quả chiếu sáng tốt hơn hẳn, giúp đáp ứng được yêu cầu ánh sáng lớn hơn mà kích thước không đổi. Khác với Fairway M40 có mặt sáng tập trung trong một diện tích nhỏ, F100 cho ánh sáng trải thành một dải sáng, thích hợp cho các mục đích cần ánh sáng dàn trải hơn. Tuy có độ sáng ở chế độ CCT lớn, nhưng chế độ RGB của Fairway F100 có độ sáng không quá lớn, chỉ ở mức đủ dùng, tương đương với một số dòng Lightstick khác, chứ không có nhiều khác biệt. Nhà sản xuất tập trung rất nhiều vào các chip LED bicolor, số lượng lớn hơn rất nhiều so với chip LED màu, nên không thể kỳ vọng nhiều vào ánh sáng màu của nó. Điểm cộng tiếp theo là chế độ Effect của Fairway F100. Nó được bổ sung pixel Effect với 8 kiểu khác nhau. Nó độc đáo và có giá trị trang trí khá cao. Do chỉ có 2 dải chip LED màu nên hiệu ứng của Fairway F100 chỉ chạy trên 2 dải nhỏ, chứ không chạy toàn bộ trên thân đèn như các dòng Lightstick mình giới thiệu trước đây. Nhưng cũng chính vì vậy nên hiệu ứng của nó mang lại rất mới lạ và gần như không lẫn vào đâu được. Đánh giá và điểm mạnh trong thiết kế, Fairway F100 có công suất rất lớn nên nhà sản xuất đã bổ sung những yếu tố để cân bằng lại. Đó là một bộ pin cực khỏe, tới 6 viên pin 2600mAh. Chỉ có bổ sung rất nhiều pin mới đủ đáp ứng được cho một sản phẩm ngốn pin như vậy. Tuy nhiên, tiêu hao pin nhanh đồng nghĩa với việc đèn sẽ nóng lên rất nhiều. Vì vậy, nó bắt buộc phải có một hệ thống tản nhiệt đủ mạnh. Đó là lý do vì sao trên thân nó có 6 quạt tản nhiệt chạy dọc từ trên xuống cùng với rất nhiều lỗ thoáng để đưa không khí ra vào liên tục. Hệ thống quạt này sẽ tự động bật tắt khi đèn đạt đến nhiệt độ nhất định. Nó sẽ hoạt động khi chế độ siêu sáng đang chạy. Tuy nhiên, một điểm chưa tốt lắm trong phần thiết kế là phần tay cầm chưa thực sự tối ưu cho việc cầm nắm. Cảm giác cầm không được ôm tay và dùng một tay không được thoải mái lắm. Tuy vậy, đánh giá về ánh sáng thì Fairway F100 có mức công suất siêu cao so với một chiếc đèn cầm tay.
giúp cho người dùng có thể tận dụng được trong những điều kiện cần rất nhiều ánh sáng. Chế độ của nó cũng đa dạng để sử dụng trong nhiều trường hợp. Dù vẫn cần phải cải thiện thêm một số điểm, nhưng nhìn chung thì nó vẫn là một sản phẩm rất tốt để mua. Thông tin chi tiết về sản phẩm mình có để ở dưới phần mô tả. Bất cứ thắc mắc cũng như góp ý, các bạn có thể để lại dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại. Đến với HL Studio, chúng tôi hân hạnh mang đến cho các bạn những thiết bị tốt nhất phục vụ cho công việc quay phim, chụp ảnh. Từ các loại đèn led bỏ túi, led ống cho đến các loại đèn chuyên dụng trong studio. Từ các loại phông nền, chân đỡ đến micro thu âm. Bạn cần bất cứ thứ gì chúng tôi đều có. Đến ngay showroom để được tư vấn những sản phẩm tốt nhất với mức giá ưu đãi nhất. Link website được để dưới phần mô tả của video này.